Sự kiện lớn của Apple sắp diễn ra, nhưng nhân vật chính sẽ không còn là iPhone. Mới đây, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã gửi một báo cáo cho rằng thế hệ đồng hồ thông minh tiếp theo của Apple, Apple Watch Series 5, sẽ được giới thiệu cùng với các mẫu iPhone 2019 tại sự kiện ngày mùng 10 tháng 9 tới đây. Trái ngược với thế hệ iPhone mới có vẻ như không được đón nhận một cách quá hồ hởi như những năm trước, thì thị trường smartwatch mà đại diện ở đây là Apple Watch lại đang chứng kiến một sự tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Cùng với đó, Apple được cho là đã đầu tư gần 100 triệu đô la Mỹ vào việc tái cấu trúc đơn vị phân phối màn hình LCD để chuyển sang màn hình OLED cho riêng Apple Watch, đủ để cho thấy hãng coi trọng thị trường này như thế nào. Từng là một món đồ được xem là ít có tầm ảnh hưởng, Apple Watch đang cho thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc và chiếm một phần quan trọng trong doanh thu của Apple. Kể từ sau khi iPhone X được giới thiệu vào năm 2017, Apple đã trải qua một giai đoạn trầm lắng kéo dài trong lĩnh vực smartphone với doanh số liên tục sụt giảm, dường như thấy được xu thế bão hòa tất yếu này. Apple đã dần chuyển mình trong những năm qua, hướng mục tiêu của hãng sang những sản phẩm khác thay vì chỉ tập trung vào những sản phẩm lõi, bao gồm iPhone, iPad, MacBook. Tính đến nay, Apple Watch đã trở thành đồng hồ thông minh phổ biến nhất trên thế giới với 5,7 triệu sản phẩm được bán ra trong quý 2, cao hơn rất nhiều so với đối thủ đứng ở vị trí thứ hai là Samsung với chỉ 2 triệu. Với những thành công và kỳ vọng ấy, rất nhiều chuyên gia đã sớm dự đoán rằng Apple Watch sẽ trở thành next big thing của Apple để thay thế cho những chiếc iPhone vốn đã quá thành công trong suốt một thập kỷ qua.